Xin chào tất cả các bạn. Mình Thảo, mình đến từ Hà Nội và mình đã học xong khoa tiếng Nhật ở bên trường Đại học Hà Nội vào năm 2013. Và mình đã học ở Manami khóa học chuyển lên cao học trong vòng nửa năm. Và hiện tại thì mình đang là nghiên cứu sinh ở bên trường Đại học ở tỉnh Chiba của Nhật Bản. Cuộc sống sinh viên bên Nhật Bản thì rất là vui vì mình thấy rất là thú vị. Mình hiện đang học khoa nghiên cứu sinh ở bên trường đại học ở bên tỉnh Chiba ở Nhật Bản á. Thì là ở đây thì là thầy cô dạy rất là vui vẻ, dễ hiểu và rất là nhiệt tình. Thì mình thấy là bổ ích khi mà sang Nhật. Khi mà mình học ở Manami, học cái khóa học chuyển tiếp lên cao ấy, thì các thầy cô đã hướng dẫn rất là nhiệt tình. Các thầy cô chỉ bảo từ cái khâu là tìm kiếm thông tin của nhà trường, từ những khâu chuẩn bị thủ tục để học lên, rồi từ những cách để làm sao trả lời phỏng vấn, cách truyền đạt thông tin, cách bày tỏ những nguyện vọng, những cái ý định và cái dự định nghiên cứu của mình như thế nào. Các thầy cô rất là nhiệt tình và từng chi tiết, từng thông tin nhỏ nhất mình đều được dạy, mình đều được chỉ bảo. Mà mình cảm thấy rất là an tâm khi mà học khóa học này.